ứng dụng MyTV MyScreen mọi lúc mọi nơi. Một tài khoản MyTV Box Smart TV được miễn phí kết nối thêm 3 thiết bị khác, sử dụng đồng thời trên nhiều thiết bị chính là TV và một thiết bị di động. Trải nghiệm MyScreen, khách hàng được tận hưởng các tính năng ưu việt, tính năng điểm dừng, lưu điểm dừng và đồng bộ với các thiết bị. Casting cho phép bạn phát chương trình giải trí và các ứng dụng bạn yêu thích từ thiết bị di động, máy tính bảng trực tiếp ra màn hình lớn. Tính năng Remote Controller có hỗ trợ giọng nói Speech to Text, trải nghiệm dịch vụ trên đa nhà mạng. Tải ứng dụng trên CH Play, App Store hoặc quét mã QR code kết nối giữa TV và thiết bị di động để sử dụng dịch vụ. Miễn phí trải nghiệm từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.